Hồi 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 8, Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Công an xã Lạc Hồng bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Kingdom ở thôn Bình Minh, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm. Qua kiểm tra các đối tượng, lực lượng công an thu giữ trong người Nguyễn Duy Anh, sinh năm 1983 ở thôn Minh Hải, xã Lạc Hồng, một gói giấy màu trắng bên trong có một viên nén và một phần của viên nén màu tím. Tại mặt nền của phòng hát, lực lượng công an thu giữ một túi ni lông, bên trong có chứa chất kết tinh màu trắng dạng bột và cục cùng nhiều vật chứng liên quan. Khám xét khẩn cấp quán karaoke Kingdom, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ thêm hai túi ni lông màu trắng có chứa 53 viên nén màu tím được cất giấu tại ốp đèn trang trí tại tầng 2 và phía sau máy in quầy lễ tân. Hiện Công an huyện Văn Lâm đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của các đối tượng.